Đố ai biết được bánh gì làm ta gắn kết và càng yêu thương, làm cho ta tràn năng lượng và thêm dinh dưỡng mỗi khi ăn vào. Ê, gợi ý là bánh có 5 vị, bánh có hình vòng ngon mê ly, sô-cô-la trắng, đen, cam, cùng kem phô mai và kem dâu. Bánh là bánh mà có hình vòng, thơm thơm ngon tới 5 vị, nghe là thấy độc biết vô nhị, chỉ có thể là bánh đu quỳ. Đu quỳ đu quỳ donut, đu quỳ đu quỳ donut, đu quỳ đu quỳ donut, đu quỳ đu quỳ donut. Lấy ra cái bánh đu quỳ, ăn nhiều nhiều hơn nữa đi, đoán xem nào, đây là mùi hương gì. Bắt đầu nhắm mắt nè, ăn mình cùng ăn thả ga, đoán xem nào, dâu cam hay sô cô la. Đu quỳ đu quỳ donut, ta vui ta thêm gắn kết. Đu quỳ đu quỳ donut, nhà mình ngập tràn với năng lượng. Đu quỳ đu quỳ donut, ta vui ta thêm gắn kết. Đu quỳ đu quỳ donut, nhà mình ngập tràn với yêu thương. We know.